Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Đây là Hảo Địa Phát đây. Hôm nay Hảo xin review đến chị một căn nhà rất là đẹp anh chị. Hẻm xe hơi nằm ngay trục đường Nguyễn Văn Quá, thông qua quốc lộ 1A nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 3,7 m và 12. Đấy, giá chỉ có những 2 tỷ thôi, 2 tỷ 85 anh chị. Đấy, cho anh chị xem tổng quan này nha. Rồi, là phòng trần thạch cao rất là đẹp anh chị. Giá rất là rẻ anh chị. Những 2 tỷ thôi anh chị có ngay một căn nhà mới đẹp và ở ngay hẻm xe hơi thế này. Quá đẹp luôn. Ôi xui, miễn bàn miễn chê luôn chị ơi. Đấy, tổng quan khu vực là anh chị ơi. Anh chị nào mà có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi ngay trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Điều Phát cái video anh chị nha. Nhanh tay anh chị nha. Đấy, Hảo review nhanh lắm anh chị luôn ấy. Một bác Hảo sẽ làm một clip cho anh chị cùng nhau xem tổng quan khu vực căn nhà nhé. Ok anh chị. Đây anh chị ơi, nhà mình đây anh chị ơi. Mới đẹp vào ở ngay nha anh chị. Wow, nhà mình thì được chủ người ta mới sơn sửa lại nên cái lên cái tông màu anh chị, gọi là cái phông màu rất là hiện đại, trắng đăng rất là đẹp luôn anh chị. Đây, Hảo quay tổng quan căn nhà cho anh chị xem nha. Với diện tích là ngang 3,7 m, dài 12 anh chị. Đấy, nhà mình thì một trệt một lầu, gồm có hai phòng ngủ hết, rất là công năng. Giá thì 2 tỷ 85. Phòng thương lượng bên chủ rất là rẻ luôn anh chị. Khu vực là đường Nguyễn Văn Quá anh chị. Nguyễn Văn Quá ngay dấu xứ chợ cầu anh chị. Hẻm mình thì thông qua từ đường Nguyễn Văn Quá sang bên quốc lộ 1A. Thì vị trí khu vực rất là xôm, rất là sầm uất. Tại khu vực này thì chợ quán này kia rất là nhiều anh chị. Và đặc biệt thì nhà mình xây rất là theo một kiểu phong cách rất là hiện đại anh chị. Cái này mà rất là phù hợp cho cặp vợ chồng trẻ nào ấy mình về mua ở thì rất là tuyệt vời luôn. Phía trên kia thì có hai nhà vệ sinh anh chị, một nhà vệ sinh tầng 1, một nhà vệ sinh trên tầng 2. Đó anh chị thấy không? Rất là rộng rãi luôn. Nên là căn này thì rất là tiện để anh chị có thể về cải tạo thêm, là bố trí cái khoảng không gian đồ đạc theo cái ý thích của mình đấy, thì nó rất là phù hợp luôn. Với anh chị tầm tài chính mua và đi làm, nhu cầu mình đi làm về bên Tân Phú, Tân Bình hay là bên Gò Vấp về đấy, thì cái bên khu quận 12 của khu vực Nguyễn Văn Quá bây giờ giá nó còn rất là mềm. Và anh chị đi từ khu vực này về bên làm việc bên cái khu vực bên Tân Bình này kia cũng rất là gần, rất là tiện luôn. Hãy chỉ với giá là 2 tỷ 85 thôi thì anh chị đã sở hữu ngay một căn nhà một trệt một lầu, bê tông cốt thép cực kỳ kiên cố, gồm có hai phòng ngủ anh chị. Đấy, hai phòng ngủ mới đẹp vào ở ngay anh chị, rất là công năng luôn. Cái nhà vệ sinh ở phía trên là như cái sân bay luôn anh chị. Anh chị coi này, rất là rộng rãi luôn. Đó, nhà vệ sinh, buồng rửa mặt bên kia, phòng tắm, khu vực không gian rất là rộng rãi, rất là mê ly luôn anh chị, rất là thoáng khí. Cái khán phòng phía trước thì anh chị có thể để dư giả luôn hai cái giường, rồi công năng tivi trên này luôn, rất là tiện luôn anh chị. Đó, cái hệ thống ban công thông gió rồi rất là mát, cửa sổ này kia đấy, điện đều được đi âm hết, vị trí rất là đẹp. Và tất cả hệ thống máy lạnh là đã đều được đi âm tường và đều được chưa dây sẵn rồi. Đây là cái đường trước nhà mình anh chị. Từ nhà mình đây anh chị đi ra bên quốc lộ 1A đó thì chỉ độ là 50 m thôi, đúng 50 m là anh chị ra ngoài tuyến đường này rồi. Vị trí rất là xôm, thì nó thông từ bên quốc lộ 1A hướng bên này này, đấy là nó qua phía bên kia là bên đường Nguyễn Văn Quá. Đây bây giờ anh Hảo review của tuyến đường Nguyễn Văn Quá cho anh chị xem nha. Này, khu vực có lưu lượng xe rất là sầm uất luôn anh chị. Chợ quán này, Bách Hóa Xanh rồi ven đường người ta bán chợ đó anh chị, rau củ quả thịt rồi các thứ là rất là tiện ích. Anh chị là mua ăn uống khu vực này rất là tiện, đi chợ này kia ấy, mình đi làm về tấp cho một cái ghé mua luôn, tiện về nấu nướng luôn anh chị. Đấy, anh chị thấy không? Hoa quả rồi trái cây bán bên đường rất là nhiều luôn. Anh chị chạy thẳng một trục lên ấy, lên kia một tí là bên đó là cái dấu xứ chợ cầu ấy, bên đó rất là mát. Này, Hảo chạy thẳng một khu vực cho anh chị coi tổng quan nha. Đây là trục đường Nguyễn Văn Quá kết nối từ khu vực quận 12 để về bên chợ cầu. Đó, anh chị đi qua nè. Cái hướng phía bên tay phải mình đó là cái trường mầm non, còn cái hướng bên tay trái mình đây là dấu xứ chợ cầu đó anh chị. Rất là phù hợp cho anh chị nào mà là gia đình công giáo mua đây về thì rất là tiện để mình đi nhà thờ này kia. Đấy, căn này giá quá rẻ luôn, với 2 tỷ 85 thôi. Anh chị đã có một ngay một căn nhà, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh vào ở ngay anh chị. Cặp vợ chồng trẻ nào mua căn này rất là tiện ích luôn. Anh chị nào có nhu cầu mua căn nhà này hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Điều Phát để ở dưới video nha anh chị. Hay Hảo xin chào tạm biệt anh chị nha. Anh chị nhớ like, subscribe kênh Hảo Điều Phát nhé.